Xin chào toàn thể các bác nhá. Em sau Quốc Thái Bình giờ em đang về đến chỗ đoạn gọi là nhà Hồng như Nam Định đây. Đó, khu nhà thờ rất chi là to. Đây, bác chủ đã ra đón em vào đây. Em chuẩn bị tới rồi. Ok, đây, em chuẩn bị lắp đặt một bộ nữa, cũng lại là loa ETC để AP các bác nhá. Ok. Em tới nhà chủ giờ em vào xếp sửa đồ, em sẽ đáp xong sẽ quay review gửi đến các bác. Tiếp tục là bộ thứ hai các bác nhé. Đây, bác chủ lại cũng đang tăng bo hàng vào trong kia. Đi vào tới nơi em lắp đặt. Đó, cái nhà thờ này không? Chỗ này gọi là khu vực gọi là gần cầu ông Kiểm. Em không biết ông cầu ông Kiểm là cầu gì. Chỉ biết là thế thôi. Đây là nhà bác chủ. Ui, trên cây cảnh, đẹp ghê. Đấy, bác đang tăng bo giúp em vào hàng vào trong kia. Đoạn đấu nối kết nối và chuẩn bị setup thêm một chút. Còn về con này là bộ này cũng đã setup ngoài cửa hàng rồi. Thì em qua cái tràn và setup tút tát lại chút cho bác chủ nữa thôi. Đó, bác chủ đang thử tiếng chấp, tiếng trầm rất chi là chất. Đó, các bác thấy tiếng gọn không? Đây, đây AAP STD 804. Đó, dùng hết kính rồi ạ. Đó, trầm rất gọn, không hề có tiếng lời gì là. Đâu đâu hẹn hò những mùa đông.
hoa tay xưa tay trong ngõ bắc châu vươn trời mưa phùn và đôi tay đi theo người thầy cô thì không có đất xong và em bác chủ đang hát thử, em cũng sắp xong rồi.